Các con thân mến, vừa rồi các con đã cùng tham gia vào một hoạt động giới thiệu về chủ đề của bài học ngày hôm nay. Trong bài học Unit 2, I'm from Japan, các con sẽ được học về những từ vựng và mẫu câu xoay quanh về những quốc gia trên thế giới đấy. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về những từ vựng sau. The first one, America, American. The second one, Australia, Australian. England, English. Japan, Japanese. Vietnam, Vietnamese. Malaysia, Malaysian. China, Chinese. Nationality. Về mẫu câu của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai mẫu câu chính. Where are you from? I'm from Vietnam. What nationality are you? I'm Vietnamese. Nào, bây giờ hãy cùng cô bắt đầu học từ mới của ngày hôm nay nhé.